Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cờ Làm Vườn. Một mảng màu xanh nho nhỏ giữa tiết trời đã vào độ nắng gay gắt của miền Nam. Video này xin gửi đến mọi người thật nhiều mảng màu xanh của rau cải trong vườn mình. Đầu tiên là màu xanh của cây cải thảo. Một cây cải thảo đang rất đẹp trong cái khu vườn của mình. Cây rau xòe lá đẹp như một bông hoa giữa tiết trời quá là nóng bức của miền Nam mùa này. Đây là lần đầu tiên mình trồng cải thảo trong vườn. Mặc dù là đã kỹ lưỡng chọn giống chịu nhiệt nhưng mà vẫn hồi hộp lắm, không biết là có chịu nổi cái nắng nóng mùa này hay không. Và có một điều mình nghĩ đó là thú vị, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tại vì sau khi mình hỏi ý kiến của các anh chị trong hội trồng rau thì mọi người nói là cải thảo trồng mùa này thì không có cuộn bắp lại được đâu, không có cuộn lại được giống như là cải thảo mình mua ngoài chợ đó. Nhưng mà có một điểm rất vui, đó là mình vẫn có thể tỉa lá ăn được và mình cảm thấy rất là ngon. Mặc dù mình xem cái lá cải thảo quá là to đó mọi người, nhưng mà tỉa ăn lại rất là mềm và ngọt. Còn nếu mà mọi người muốn trồng cho đúng mùa vụ thì ở miền Nam mình có thể bắt đầu gieo hạt từ tháng 10 dương lịch. Vừa hết mùa mưa là mình đã có thể gieo hạt rồi. Và cây cải thảo thì sẽ sớm thu hoạch hơn là bắp cải. Tầm 2 tháng rưỡi là mình đã có cải thảo để thu hoạch rồi. Trong khi bắp cải mà giống mới thì sẽ khoảng 3 tháng mới được thu hoạch. Tiếp theo là một cây cải quá là khổng lồ ở trong cái khu vườn của mình. Giống cải này thì mình đã trồng lần thứ 2 rồi. Mùa se lạnh cuối năm ngoái mình đã trồng một lần. Và lần này mình sẽ trồng thử nghiệm vào mùa nắng xem cây có to hay không. Và mọi người xem trên hình đó, cây quá là to luôn mọi người. Vài cái tàu lá như thế này là đã đủ một nồi canh rồi. Tên của em nó là cải ba miền. Đây là một giống cải rất là dễ trồng. Và mình thấy là cái tàu lá nó to giống như là cải Basil Choi. Nhưng mà được một cái là cái vị của nó ăn sẽ ngọt hơn nha mọi người. Và nó cũng sẽ giòn hơn một chút xíu. Còn Basil Choi là thiên về cái độ mềm. Trồng rau cải mà lá to như là cải thảo hay là cải ba miền thì thường là mình sẽ tỉa lá ăn dần dần chứ không có nhổ cả cây mọi người ha. Sau mỗi lần thu hoạch tỉa lá thì mình lại rắc vào chậu một ít phân dơi. Phân dơi thì rất là tốt và hiệu quả cũng rất là nhanh. Và chỉ sau một tuần thôi là mình lại tiếp tục có thể thu hoạch được nữa rồi. Thêm một loại cải trong khu vườn của mình nữa. Một loại cải cho mùi thơm rất thơm. Thơm cả khi mà mình thu hoạch và thơm khi mình nấu nữa. Đó chính là cải bốn mùa. Và một loại cải lần đầu tiên mình đang trồng ở trong khu vườn của mình. Và lúc đầu trồng thì hơi hồi hộp. Tại vì thấy cái lá cải quá là mỏng manh đi. Mình sợ là không có chịu nổi với cái nắng quá là gay gắt của miền Nam mùa này. Nhưng mà thật là may mọi người ơi, đây là cây cải cũng rất là dễ trồng và khả năng chịu nhiệt cũng rất tốt. Đó là cải dúng Nhật Bản, mình có thể ăn sống, nhúng lẩu hoặc là nấu canh cũng rất là ngon. Mỗi chậu C12 như thế này, mình trồng chỉ có 4 cây cải dúng Nhật Bản thôi mà đã thu hoạch được 3 lần rồi đó mọi người. Vậy là mình vừa dạo một vòng cho mọi người xem những giống rau cải đang có mặt trong khu vườn của mình. Mình cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những video mùa hè tiếp theo.